Nhìn. Ôi, em chào các con, chào mừng các con đến với video của loigiaihay.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải sách tiếng Anh lớp 3. Unit 16, My Pets, thú cưng của tớ. Lesson 1, bài học số 1. Activity 1, hoạt động số 1. Look, listen and repeat. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe xem các nhân vật trong tranh đang nói gì với nhau nhé. Và các con nhớ, sau mỗi câu chúng ta đều phải nhắc lại một tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Unit 16. My Pets. Page 40. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. I have a dog. Do you have any dogs? Các con hãy nhắc lại nào. Đúng rồi, chính xác. I have a dog. Tớ có một con chó. Do you have any dogs? Cậu có chó không? Yes, I do. Giờ là các con nhắc lại rồi. Ok, chính xác. Yes, I do. Có, tớ có. Bức tranh B. B. I have two cats. Do you have any cats? Các con đừng quên nhắc lại nhé. Đúng rồi, rất đúng. I have two cats. Tớ có hai con mèo. Do you have any cats? Cậu có con mèo nào không? No, I don't. I have one dog. Đến lượt các con nhắc lại rồi. Ok, rất tốt. No, I don't. Không, tớ không có. I have one dog. Tớ có một chú chó. Activity 2, hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ vào tranh và nói. Bức tranh A. Birds, những chú chim. Yes, có. Bức tranh B. Hairs, những chú vẹt. No, không. Bức tranh C. Rabbits, những chú thỏ. Yes, có. Bức tranh D. Cats, những chú mèo. No, không có. Do you have any? Có nghĩa là bạn có cái này hoặc là cái kia, có cái gì đó không? Yes, I do. Có, tớ có. No, I don't. Không, tớ không có. Page 40. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. Birds. Yes. B. Parrots. No. C. Rabbits. Yes. D. Cats. No. Do you have any birds? Yes, I do. Do you have any parrots? No, I don't. Sau đây là đáp án của hoạt động số 2. Bức tranh A. Do you have any birds? Cậu có những chú chim không? Yes, I do. Có, tớ có. Bức tranh B. Do you have any parrots? Cậu có những chú vẹt không? No, I don't. Không, tớ không có. Bức tranh C. Do you have any rabbits? Cậu có những chú thỏ không? Yes, I do. Có, tớ có. Và bức tranh D. Do you have any cats? Cậu có những chú mèo không? No, I don't. Không, tớ không có. Hoạt động số 3 là talk. Muốn nói. Ở hoạt động này thì chúng ta sẽ quan sát vào bức tranh và có những con vật gì. Sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời giống như hoạt động số 2 nhé. Đây là ví dụ. Do you have any cats? Cậu có những con mèo không? Yes, I do. Có, tớ có. Hoạt động số 4. Listen and tick. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và đánh dấu tích vào mỗi đáp án mà mình cho là đúng nhất. Câu số 1. Bức tranh A và B. Trong bức tranh A và B là những con gì vậy nhỉ? Rồi, chính xác. Ở trong bức tranh A chúng ta có những chú chó. Còn trong bức tranh B chúng ta có những chú mèo. Câu số 2. Bức tranh A chúng ta có những chú thỏ. Và bức tranh B thì chúng ta có những chú vẹt. Page 41. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Do you have any cats? Yes, I do. 2. Do you have any rabbits? Yes, I do. Và sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Câu số 1, đáp án đúng là đáp án B. Các con có biết lý do tại sao không? Chính xác. Trong đoạn băng mà chúng ta vừa nghe được, thì các nhân vật đã nói với nhau. Do you have any cats? Cậu có những chú mèo không? Yes, I do. Có, tớ có. Câu số 2, đáp án đúng là bức tranh A. Vì trong đoạn hội thoại mà chúng ta nghe được là Do you have any rabbits? Cậu có những chú thỏ không? Yes, I do. Có, tớ có. Hoạt động tiếp theo, hoạt động số 5. Look, complete and read. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, hoàn thành câu và đọc. Chúng ta cùng nhau quan sát 4 bức tranh. Và sau đó hãy cho cô câu trả lời là những động vật trong tranh là động vật gì nhé. Bức tranh số 1. Động vật trong tranh là gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đó là những chú mèo rất đáng yêu. Bức tranh số 2. Rồi, rất chính xác. Đó là những chú chó cũng rất là đáng yêu. Còn bức tranh số 3 và số 4 thì sao nhỉ? Ok, rất tốt. Trong bức tranh số 3 là những chú vẹt và bức tranh số 4 là những chú thỏ. Đó rất đáng yêu phải không nào? Và sau đây là đáp án của hoạt động số 5. Đoạn hội thoại số 1. Một bạn nói, Do you have any cats? Cậu có những chú mèo không? Yes, I do. Có, tôi có. Đoạn hội thoại số 2 mà bạn nói, Do you have any dogs? Cậu có những chú chó không? Yes, I do. Đoạn hội thoại số 3 mà bạn nói, Do you have any rabbits? Cậu có những chú thỏ không? Và bạn còn lại trả lời, No, I don't. I have 2 parrots. Không, tôi không có. Tôi có 2 con vẹt. Đoạn hội thoại số 4. Do you have any dogs? Cậu có những chú chó không? No, I don't. I have 3 rabbits. Không, tớ không có. Tớ có 3 chú thỏ. Hoạt động số 6. Let's sing. Bài hát của chúng ta ngày hôm nay có tên là My Pets. Động vật của tớ. Và có thể hiểu là vật nuôi của tớ. Pets là vật nuôi, thú cưng. Page 41. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. My Pets. Do you have any dogs? Do you have any dogs? I do. I do. I have 1 dog. Do you have any cats? Do you have any cats? Do No, I don't. No, I don't. I have one bird. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài hát này nhé. My pets, thú cưng của tớ. Do you have any dogs? Do you have any dogs? Cậu có những chú chó không? Cậu có những chú chó không? Yes, I do. Yes, I do. Có, tớ có. Có, tớ có. I have one dog. Tớ có một chú chó. Do you have any cats? Do you have any cats? Cậu có những chú mèo không? Cậu có những chú mèo không? No, I don't. No, I don't. Không, tớ không có. Không, tớ không có. I have one bird. Tớ có một chú chim. Lesson 2. Bài học số 2. Hoạt động số 1. Look, listen and repeat. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe xem các nhân vật trong tranh đang nói gì với nhau nhé. Và các con nhớ, sau mỗi câu chúng ta đều phải nhắc lại bằng tiếng Anh. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nào. Page 42. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. I have 2 rabbits. How many rabbits do you have? Các con hãy nhắc lại nào. Đúng rồi, rất tốt. I have 2 rabbits. Tớ có 2 chú thỏ. How many rabbits do you have? Cậu có bao nhiêu chú thỏ? I have many. Tới lượt các con nhắc lại rồi. Ok, rất tốt. I have many. Tớ có rất nhiều. Bức tranh B. B. These are my goldfish. How many goldfish do you have? Tới lượt các con nhắc lại rồi đấy. Đúng rồi, giỏi. These are my goldfish. How many goldfish do you have? These are my goldfish. Đây là cá vàng của tớ. How many goldfish do you have? Cậu có bao nhiêu con cá vàng? I have some. Các con đừng quên nhắc lại nhé. Chính xác. I have some. Tớ có một vài. Hoạt động số 2. Listen, point and say. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ vào tranh và nói. Bức tranh A. Parrots. Những chú vẹt. Some. Một vài chú vẹt. B. Parrots, những chú vẹt. Many, nhiều chú vẹt. C. Dogs, những chú chó. Some, một vài chú chó. D. Dogs, những chú chó. Many, nhiều chú chó. How many do you have? Có nghĩa là bạn có bao nhiêu? Page 42. Lesson 2. Activity 2. Listen, point, and say. A. Parrots, some. B. Parrots, many. C. Dogs, some. D. Dogs, many. How many parrots do you have? I have some. How many dogs do you have? I have many. Tiếp theo là đáp án của hoạt động số 2. Question A. How many parents do you have? Cậu có bao nhiêu chú vẹt? I have some. Tôi có một vài chú vẹt. Question B. How many parrots do you have? Cậu có bao nhiêu chú vẹt? I have many. Tôi có rất nhiều chú vẹt. Question C. How many dogs do you have? Cậu có bao nhiêu chú chó? I have some. Tôi có một vài chú chó. Và bức tranh D. How many dogs do you have? Cậu có bao nhiêu chú chó? I have many. Tôi có nhiều chú chó. Hoạt động số 3. Let's talk. Ở hoạt động này các con hãy dựa vào hoạt động số 2 để cùng bạn của mình thực hành nói nhé. Ví dụ, how many parrots do you have? Cậu có bao nhiêu chú vẹt? I have some. Tôi có một vài chú vẹt. Hoạt động số 4. Listen and number. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và đánh số thích hợp vào mỗi bức tranh. Các con chú ý, đánh số thích hợp ở đây không phải là số của những chú thỏ trong tranh nhé, mà là số thứ tự của bức tranh. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát. Cả 4 bức tranh ở đây đều là hình ảnh những chú thỏ phải không nào? Nhưng mà số lượng khác nhau. Bức tranh A là một chú thỏ. A rabbit. Bức tranh B là rất nhiều chú thỏ. Many rabbits. Bức tranh C là 4 chú thỏ. 4 rabbits. Chúng ta còn có một câu trả lời khác là some rabbits. Một vài chú thỏ. Bức tranh D có 2 chú thỏ. 2 rabbits. Page 43. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. How many rabbits do you have? I have many. 2. How many rabbits do you have? I have some. 3. How many rabbits do you have? I have 2. 4. How many rabbits do you have? I have 1. Sau đây là đáp án của hoạt động số 4. Ở vị trí số 1 chúng ta có bức tranh P. Câu hỏi của 4 đoạn hội thoại đều là how many rabbits do you have? Bạn có bao nhiêu chú thỏ? Nhưng cái khác nhau ở đây là câu trả lời thì không nào? Vậy thì các con hãy cho cô biết xem là câu trả lời xem là có bao nhiêu chú thỏ ở bức tranh V là gì nhỉ? Chính xác, đó là I have many. Tôi có rất nhiều. Ở vị trí số 2 chúng ta có bức tranh C. Vì sao vậy nhỉ? Đúng rồi. Câu trả lời của bức tranh C là I have some. Lúc nãy cô đã nói 4 rabbits, 4 chú thỏ. Chúng ta còn có một câu trả lời khác là some rabbits, một vài chú thỏ. Ở vị trí số 3 là bức tranh D. I have 2. Có nghĩa là có 2 chú thỏ. Bức tranh A ở vị trí số 4. I have 1. Một chú thỏ. Hoạt động số 5. Look, complete and read. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ quan sát vào tranh, hoàn thành và đọc. Trước tiên chúng ta cùng nhau quan sát những động vật trong 4 bức tranh. Các con hãy cho cô biết động vật trong bức tranh số 1, số 2, số 3 và số 4 là những động vật gì nhỉ? Ok, chính xác. Động vật trong bức tranh số 1 là một chú thỏ rất đáng yêu. Động vật trong bức tranh số 2 là chú chó. Thỏ là rabbits. Rabbit. Còn những chú chó là dogs. Bức tranh số 3 là những chú vẹt. parrot. Và bước chân số 4 là những chú cá vàng, goldfish. Sau đây là đáp án của hoạt động số 5. Câu số 1. How many rabbits do you have? Cậu có bao nhiêu chú thỏ? I have one. Tôi có một. Các con lưu ý, many chỉ đi về số nhiều. Do đó trong câu hỏi là how many rabbits do you have? Thì rabbits phải có s thể hiện là nhiều chú thỏ. Many rabbits là nhiều chú thỏ. Nên chúng ta sẽ có câu hỏi là how many rabbits do you have? Có nghĩa là cậu có bao nhiêu chú thỏ? Câu số 2. How many dogs do you have? Cậu có bao nhiêu chú chó? I have two. Tớ có 2. Câu số 3. How many parrots do you have? Cậu có bao nhiêu chú vẹt? I have some. Tớ có một vài chú vẹt. Câu số 4. How many goldfish do you have? How many goldfish do you have? Cậu có bao nhiêu chú cá vàng? I have many. Tớ có rất nhiều. Hoạt động số 6. Let's play. Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay có tên là How many? Bao nhiêu? Ở trò chơi này thì các con sẽ có thể tìm kiếm trên mạng một bức tranh về động vật. Và trong tranh đấy có rất nhiều động vật. Và sau đó các con hãy đặt câu hỏi như hoạt động vừa rồi nhé. Ví dụ, how many dogs do you have? Con có bao nhiêu con chó? I have 3. Con có 3. Lesson 3. Bài học số 3. Activity 1. Hoạt động số 1. Listen and repeat. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ cô và các cô sẽ cùng nhau nghe và sau đó chúng ta sẽ nhắc lại từng dòng một nhé. Page 44. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Oh. Dog. Do you have any dogs? Oh. Goldfish. How many goldfish do you have? Đây là chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại nào. Dòng đầu tiên. Oh. Dog. Do you have any dogs? Dogs là chú chó. Do you have any dogs? Bạn có chú chó nào không? Oh. Goldfish. Goldfish là cá vàng. How many goldfish do you have? Bạn có bao nhiêu chú cá vàng? Hoạt động số 2. Listen and circle. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ lắng nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. Chúng ta có các đáp án của câu số 1 như sau. A. Dogs. Những chú chó. B. Goldfish. Cá vàng. C. Parrots. Những chú vẹt. Câu số 2. A. Dogs. Những chú chó. B. Parrots. Những chú vẹt. C. Goldfish. Cá vàng. Page 44. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. How many goldfish do you have? 2. Do you have any dogs? Sau đây là đáp án của hoạt động số 2 nhé. Câu số 1 chúng ta có đáp án đúng là B. Goldfish, cá vàng. Và chúng ta được câu hỏi hoàn chỉnh là how many goldfish do you have? Bạn có bao nhiêu con cá vàng? Câu số 2 đáp án đúng là A. Dogs. Những chú chó. Chúng ta được câu hoàn chỉnh là do you have any dogs? Cậu có chú chó nào không? Hoạt động số 3. Last chant. Ở hoạt động này chúng ta sẽ vỗ tay theo nhịp và các con cũng có thể hát theo nhé. Page 44. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Dogs. 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 Do you have any dogs? Do you have any dogs? Yes, I do. Yes, I do. Goldfish, goldfish, goldfish. How many goldfish do you have? How many goldfish do you have? I have some goldfish. I have some goldfish. Tiếp theo chúng ta cùng nhau dịch bài này nhé. Dogs, dogs, dogs. Những chú chó, những chú chó, những chú chó. Do you have any dogs? Do you have any dogs? Cậu có những chú chó không? Yes, I do. Yes, I do. Có, tôi có. Có, tôi có. Goldfish, goldfish, goldfish. Cá vàng, cá vàng, cá vàng. How many goldfish do you have? How many goldfish do you have? Cậu có bao nhiêu chú cá vàng? I have some goldfish. I have some goldfish. Tôi có một bà chú cá vàng. Tôi có một bà chú cá vàng. Hoạt động số 4. Read and complete. Yêu cầu hoạt động này là chúng ta sẽ đọc và hoàn thành bài viết. Chúng ta có 4 từ để điền vào 4 chỗ trống tương ứng. And và do. Have. Có. Many. Nhiều. Các con có thời gian một vài giây để hoàn thành bài này. Các con có thể tham khảo những bài tập trước nhé. Bắt đầu làm nào. Ok, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau sát với đáp án. Hi, my name is Mary. Xin chào, tên của tớ là Mary. I have many pets in my house. Tớ có rất nhiều thú cưng ở trong nhà của tớ. I have 20 goldfish, 4 parrots and some cats. Tớ có 20 chú cá vàng, 4 chú vẹt và một vài chú mèo nữa. How many pets do you have? Cậu có bao nhiêu thú cưng? Chúng ta có How many pets do you have? Có nghĩa là cậu có bao nhiêu thú cưng? Hoạt động số 5. Let's write. Ở hoạt động này thì các con sẽ dựa vào hoạt động số 4 để hoàn thành nhé. Xem là trong nhà các con có nuôi động vật nào không thì hãy điền vào đây nhé. Nhớ là giới thiệu cả tên của mình nữa nhé. Hoạt động số 6. Project. Dự án. Dự án của chúng ta ở bài học này có tên là A Pet Show. Một cuộc thi để giới thiệu về thú cưng của mình. Các con hãy vẽ một bức tranh về thú cưng trong nhà mình hoặc là chụp một tấm ảnh về bạn ý. Sau đó giới thiệu với bạn bè của mình nhé. Bài học của cô ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và hẹn gặp lại các con ở những buổi học lần sau. Tạm biệt.